Minh Toàn xin mến chào cô chú và các anh chị. Hiện tại là Minh Toàn đang đi lên tầng 3 của cái Bảo tàng Quảng Ninh. Và vé vào bảo tàng này thì như thời điểm này là 40.000. Còn nếu mà trẻ em cao dưới 1 mét thì không phải mất vé. Và bây giờ xin mời cô chú và anh chị chúng ta tham quan tầng 3 của Bảo tàng Quảng Ninh. Đây, bước lên tầng 3 thì chúng ta có một cái tượng gọi là vinh quang thợ mỏ Việt Nam. Đây là cái tượng. Và bây giờ là chúng ta sẽ vào đây. Đây là cái khu không gian trưng bày lịch sử ngành than. Và khu vực này thì là trưng bày các cái vật dụng của ngành than, búa rìu rồi các cái kìm, ốc như này. Còn lại là trên tường thì chúng ta không nói rồi, tường thì kéo một số cái hình ảnh của hoạt động ngày xưa. Và bục ở đây thì được làm bằng các cái sàn gỗ, trông rất là cổ kính. Đây là cái mô hình của cái ngành than. Đây là cái mô hình Bảo tàng Quảng Ninh, mô hình khai thác mỏ than Lỗ Thiên. Wow, mô hình này khá là đẹp. Đấy, như cô chú nhìn thấy, để khai thác than này không phải là chúng ta đào xuống cái là có ngay được. Nó xuống mấy tầng núi như này. Đấy, ví dụ như các cái tầng này tầng núi, nhưng mà nó xuống mấy tầng núi luôn. À đây, ta đi theo đây để xem. Đây là cái gì đây? Wow, khu này khu dân cư, sao có những ngôi nhà đẹp như thế này. Đây là cái mô hình. Sau khi mà xem xong qua mô hình, xin mời cô chú và anh chị chúng ta hãy tiếp tục. Khu vực này là khu vực gì? Khu vực này là khu vực không gian trưng bày văn hóa dân tộc Quảng Ninh. Ui, vào đây mình sợ quá. Nhìn cái tượng như thế này rất là sợ. Đi một mình à, giật mình. Đây là nghi lễ cấp sắc của dân tộc Dao, cho cấp sắc của dân tộc Dao. Wow, hết hồn. Ở đây hết hồn luôn các anh chị ạ. Tim đập thịch, bởi vì là vào giống người thật quá. Như này cứ tưởng là người thật thôi, thành ra là hết cả hồn. Đấy. Đây nữa. Ôi giời. Là trích đoạn góc chợ Kiêng Gió, xã Đồng Văn, huyện Bình Liêu. Đây là chủ yếu là ngày xưa dân tộc Quảng Ninh và cả dân tộc. Wow. À, trong này là cái khu ăn uống, một cái nhà này. Đây. Bàn thờ trong ngôi nhà truyền thống của người Kinh ở xã Quảng Yên đầu thế kỷ 19 và đồ gia dụng trong gia đình người Kinh ở xã Quảng Yên đầu thế kỷ 19. Đây là tái hiện cái bữa cơm trong gia đình ở người Kinh ở xã Quảng Yên cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20, gian dựa trong ngôi nhà truyền thống của người Kinh. Đây những cái chữ mà người ta viết lên là mình toàn đọc lại, tái hiện cái sự một cái bữa cơm. Còn đây cái cối, cái này, cái cối thì ngày xưa mình bằng dùng cái này, cối đạp chân, những cái đạp ngày xưa đạp lúa đạp đấy, cái quạt hòm, quạt cái quạt lúa. Cái này thì thời kỳ Minh Toàn là Minh Toàn dùng cái này. Wow, để tái hiện một cái cửa của làng này anh chị, của làng mình rất đẹp, làng của ngày xưa. Rồi chúng ta đi tiếp khu vực này xem có cái gì. Có bác này, bác ngồi hút thuốc cày, trong tôi cày thuốc. Ngày xưa thì có các cái bát và cái đĩa như thế này, bát này thì bát cổ. Tầm. Trong này cái gì đây? Có một cái giường. Giường này thì đúng là giường của ngày xưa rồi. Ngày trước Minh Toàn nhớ là Minh Toàn có, gia đình Minh Toàn có những cái vật dụng như này, một số vật dụng mà gia đình Minh Toàn có. Đây là cái khu các cái tượng hết hồn, đang trưng bày khắc bó bày Bác Hồ với nhân dân các dân tộc tỉnh Quảng Ninh. Trong này là lưu những hình ảnh về Bác rồi, Bác và người dân Quảng Ninh rồi. Như đây vùng mỏ của đất nước ta thật là đẹp và giàu, thợ mỏ của ta thật vô cùng anh dũng. Đấy là Bác Hồ, Bác nói ngày 24 tháng 3 năm 1946. Wow. Cái bản Việt này, bộ bàn ghế Chủ tịch Hồ Chí Minh đã sử dụng khi người gửi lại khách sạn Hạ Long trong thời gian về thăm tỉnh Quảng Ninh tháng 2 năm 1965. Còn đây là tủ, đây là chiếc giường Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nằm, giường Chủ tịch Hồ Chí Minh đã sử dụng khi người gửi lại khách sạn Hạ Long trong thời gian về thăm tỉnh Quảng Ninh tháng 2 năm 1965. Ngày xưa chiếc giường khá đẹp ha, hình cái thuyền luôn không? Giống như hình cái nôi cái thuyền. Bằng thế, chắc mình thế ba. Chúng ta tiếp tục một tan vào cái này nhé. dùng bạc để Em cho anh hỏi chút, ở tầng 3 này mình ấy là hết rồi em nhỉ? 3 tầng xong rồi là hết. Ừ, anh cảm ơn nhé. Thế là chúng ta đi tham quan ở trong bảo tàng Quảng Ninh là có 3 tầng. Tầng 1 là trưng bày các cái con vật, tầng 2 là các dụng cụ chung, tầng 3 là từng miền truyền thống và lưu giữ những hình ảnh về Quảng Ninh. Đây là cái bảng đủ phân phối than vùng Đông Bắc. Bây giờ là hết rồi, Minh Toàn sẽ đi xuống phía ngoài của bảo tàng Hạ Long và Minh Toàn sẽ gửi đến cô chú cũng như các anh chị một số hình ảnh phía bên ngoài của bảo tàng Hạ Long. Đây là cái đường khi mà chúng ta lên thang máy, lên các tầng thì đi theo cái khu vực thang máy như này các anh chị ạ. Còn khi mà trong một tầng nó có cả gác xếp hoặc là các cái phòng, nếu mà anh chị mà với cô chú mà về thăm bảo tàng Quảng Ninh, chúng ta cố gắng đi làm sao hết được để 3 tầng để chúng ta cảm nhận được ở trong bảo tàng Quảng Ninh. Và video ngày hôm nay Minh Toàn xin mạn phép là dừng video này. Xin cảm ơn cô chú và các anh chị đã theo dõi video. Rất mong cô chú và các anh chị, nếu mà cô chú anh chị quan tâm về Hạ Long thì và cuộc sống của Việt Nam, xin cô chú và anh chị hãy nhấn nút đăng ký kênh miễn phí để chúng ta là người đầu tiên được theo dõi các video mới về Hạ Long nói riêng và cuộc sống Việt Nam nói chung. Chúng ta đang đi xuống dưới tầng 1 của cái khu bảo tàng Hạ Long này. Trên này nó treo một cái bộ xương của con khủng long hay sao. Cảm ơn các cô chú rất là nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại trong cái video tiếp theo.